con diều hâu nhá. Đấy, nó đang trên kia kìa. Bây giờ mình sẽ cầm cái này nó bay xuống. Đấy. Đấy, nó bắt được rồi. Nó bắt đi luôn rồi. Đây là con diều hâu của mình nuôi từ bé đến giờ. Bây giờ nó trưởng thành rồi. Bây giờ mình thả nó về thiên nhiên nha các bạn. Đây. Mình sẽ thả nó về tổ ấm của nó nha. Mình bắt con này từ nhỏ rồi. Mình nuôi nó lớn từng ngày. Giờ nó đã biết kiếm mồi ăn rồi. Không bay đi các bạn. Chỗ này là rừng nha các bạn. Mình thả nó về thiên nhiên. Nhưng mà nó không bay đi. Chắc là nó muốn ở với mình ạ.